Cái nhất là mình không nuôi lẫn với con gà khác. Cái thứ hai nữa là khi con nào ấy mà đủ tiêu chuẩn để làm bố mẹ ấy, thì phải giữ lại cái nguồn gen đó. Còn những con nào mà nó không đủ tiêu chuẩn ấy, thì trong khi nuôi chúng tôi lọc ra để bán cả thương phẩm và thịt. Để mà bảo tồn gen, bây giờ chúng tôi cũng áp dụng cái khoa học của viện chăn nuôi, là bây giờ chúng tôi sử dụng đến cái thụ tinh nhân tạo, thì chọn con bố với con mẹ là đúng gen nguồn gốc của con gà móng, thì chúng tôi sẽ lấy đó cùng tôi thụ tinh, thì bây giờ nó gọi đảm bảo tới 100% cái gen gà móng. Cái con gà móng này ở quê chúng tôi là nó lâu đời rồi, nó thả vườn nuôi nó thuận tiện lắm, nó kháng cự được bệnh tật. Mà hơn nữa là cái năng suất của nó cũng rất là cao.